Thưa quý vị và các bạn, chiều nay, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, dự và chỉ đạo hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh. Cùng dự có đồng chí Vi Ngọc Bích, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Gắn liền và đồng hành với sự phát triển của tỉnh, trong năm 2021, bám sát các sự kiện trọng đại của đất nước và của tỉnh, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trung tâm Truyền thông tỉnh luôn chủ động triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ tuyên truyền trên đầy đủ các hạ tầng gồm phát thanh, truyền hình, báo in, báo điện tử, cổng thông tin điện tử và trên các hạ tầng mạng xã hội như YouTube, Fanpage. Qua đó, thực hiện thông tin tuyên truyền đầy đủ và kịp thời các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, công tác lãnh đạo chỉ đạo điều hành của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng, phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh và đặc biệt là phòng chống dịch COVID-19 và thực hiện thành công mục tiêu kép. 2021 cũng là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của đất nước và của tỉnh như cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Trung tâm Truyền thông tỉnh đã xây dựng các kế hoạch tuyên truyền sâu, đậm nét, xuyên suốt thời gian diễn ra sự kiện, tạo thành chiến dịch tuyên truyền cao điểm. Qua tiếng nói báo chí của Trung tâm Truyền thông tỉnh đã thực sự góp phần tạo sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân trong cuộc chiến chống dịch COVID-19, đồng thời ngày càng khẳng định vai trò đồng hành tích cực trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Bên cạnh đó, với sự quan tâm của tỉnh, trung tâm đã được đầu tư nhiều thiết bị kỹ thuật hiện đại như dự án nâng cấp báo Quảng Ninh điện tử, tích hợp các tính năng phát thanh truyền hình trực tuyến, các ứng dụng di động, tăng tính tương tác của báo Quảng Ninh điện tử, mở rộng quy mô và hình thức truyền thông của báo chí, xây dựng và triển khai ứng dụng Quảng Ninh Media trên nền tảng OTT dành cho các thiết bị di động thông minh. Trên ứng dụng có truyền hình trực tuyến, phát thanh trực tuyến, xem lại các chương trình phát thanh truyền hình, đọc báo điện tử. Việc đầu tư thiết bị theo công nghệ số phù hợp với xu thế phát triển của ngành phát thanh truyền hình trong nước và trên thế giới. Hệ thống thiết bị vừa mang tính kết hợp, đồng bộ, vừa có tính mở, đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật hiện nay và trong tương lai, cho phép trung tâm thực hiện các chương trình phát thanh truyền hình có chất lượng cao, tăng cường trao đổi chương trình với các cơ quan báo chí trong nước. Công tác tài chính do tác động ảnh hưởng của tình hình dịch COVID-19, sự chuyển dịch của quảng cáo từ truyền thông chính thống sang truyền thông xã hội nên nguồn thu bị sụt giảm. Được sự quan tâm hỗ trợ của tỉnh nên vẫn đảm bảo ổn định hoạt động công tác thông tin tuyên truyền trên các hạ tầng, đảm bảo ổn định đời sống việc làm của cán bộ phóng viên, biên tập viên, nhân viên của trung tâm. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, ghi nhận đánh giá cao sự nỗ lực vượt bậc, đoàn kết quyết tâm cao của toàn thể cán bộ phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên và người lao động Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao trên tất cả các mặt công tác năm 2021. Những kết quả này một lần nữa góp phần khẳng định tính đúng đắn, phù hợp với xu thế phát triển báo chí hiện đại của mô hình Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh, mô hình thí điểm đầu tiên trong cả nước thực hiện hợp nhất các cơ quan thông tin báo chí cấp tỉnh. Sau 3 năm sáp nhập, Trung tâm Truyền thông tỉnh đã hội tụ được nguồn lực về con người và cơ sở vật chất của các cơ quan báo chí, cùng thực hiện chức năng thông tin tuyên truyền trên một địa bàn, bước đầu đa dạng hóa các loại hình sản phẩm báo chí, nhất là các sản phẩm truyền thông hiện đại, thực hiện hiệu quả việc sắp xếp tổ chức bộ máy con người, phương thức quản lý, quản trị cơ quan hiện đại và hiệu quả, kinh tế báo chí được nâng lên. Quan trọng nhất là sự trưởng thành cả về bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khẳng định, cùng với các lực lượng tuyến đầu như y tế, công an, quân đội, biên phòng, các tổ tự quản phòng chống dịch COVID-19 trong cộng đồng, đội ngũ truyền thông đóng vai trò quan trọng, làm nên những kết quả hết sức nổi bật và toàn diện của tỉnh Quảng Ninh trong năm 2021, trở thành một trong những điểm sáng và điển hình của cả nước về phòng chống dịch và thực hiện thành công mục tiêu kép, an sinh xã hội, phúc lợi xã hội được chăm lo, văn hóa xã hội con người phát triển. Tôi đánh giá rất cao cái sự hy sinh thầm lặng, cái đóng góp rất lớn của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh. Trong năm có rất nhiều tác phẩm báo chí có hàm lượng thông tin tốt, có ý nghĩa về cổ vũ tổ chức tập thể, tạo ảnh hưởng xã hội, tạo đồng thuận, tạo cái sự thống nhất ý chí và hành động. Và có tác phẩm đạt giải ở cái tầm quốc gia. Nhưng có lẽ cái lớn nhất ấy, đóng góp không đo được, là một tỉnh mà nhân dân đồng thuận, tin tưởng, ủng hộ từ chống dịch, giải phóng mặt bằng đến các mô hình phát triển kinh tế xã hội, đến tạo lập một cái niềm tin trong cái môi trường sản xuất kinh doanh để có được những cái chỉ số tốt. Chúng ta có cái sự nỗ lực vượt bậc để có một cái thành công là chúng ta đã vượt qua chính mình khi có một mô hình sau 3 năm về chung một nhà, chúng ta thấy nó quá là đúng đắn, ngày càng tạo ra những cái giá trị mới, ngày càng tạo ra những cái hiệu quả mới. Với tất cả tinh thần như vậy, xin ghi nhận
nhiệt liệt biểu dương sự nỗ lực cố gắng đóng góp của các đồng chí với sự phát triển chung của tỉnh Quảng Ninh và mang lại món ăn tinh thần cho quê hương Quảng Ninh, vùng mỏ thân yêu của chúng ta. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, Trung tâm Truyền thông tỉnh cần tiếp tục phát huy vai trò của báo chí truyền thông, văn học nghệ thuật trên mặt trận công tác tư tưởng của Đảng, thổi bùng khát vọng, niềm tin và hành động xây dựng Quảng Ninh giàu mạnh trong mỗi cán bộ đảng viên, từng người dân và trong toàn bộ hệ thống chính trị. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức công tác tư tưởng theo hướng khoa học, thiết thực, kịp thời và hiệu quả, tăng cường dự báo, chủ động nắm bắt, xử lý thông tin, định hướng dư luận xã hội, tạo sự thống nhất về tư tưởng trong Đảng, đồng thuận trong xã hội. Thực hiện hiệu quả chủ đề công tác năm của đơn vị là thích ứng an toàn, linh hoạt, truyền thông hiệu quả công tác phòng chống dịch COVID-19, giữ vững đà tăng trưởng của tỉnh, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số, nâng cao chất lượng các tác phẩm báo chí đa phương tiện, phát triển các sản phẩm truyền thông mới. Về nhiệm vụ cụ thể, trung tâm phải luôn bám sát nhiệm vụ tuyên truyền, không ngừng phát triển theo hướng cách mạng, chuyên nghiệp, hiện đại, chất lượng, hiệu quả, đáp ứng nhu cầu thông tin của nhân dân, tuyên truyền đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đoàn kết tập hợp quần chúng, tạo đồng thuận trong xã hội. Tăng cường thời lượng tuyên truyền các tập thể cá nhân điển hình tiên tiến, các vấn đề kinh tế xã hội được quan tâm, có chiều sâu, tạo được sự lan tỏa tích cực, chú trọng tính phản biện, đấu tranh, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trên mặt trận báo chí cũng như lĩnh vực văn hóa xã hội, con người, xã hội Quảng Ninh trong tình hình mới. Mỗi phóng viên qua các tác phẩm báo chí của mình góp phần nhiều hơn nữa truyền cảm hứng mạnh mẽ về ý chí tự lực tự cường, khát vọng phồn vinh và hạnh phúc, đổi mới và sáng tạo, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đương đầu với những khó khăn thử thách vì lợi ích chung của đội ngũ cán bộ công chức viên chức, trong đó có lãnh đạo quản lý và người đứng đầu các cấp. Phải có nhiều tác phẩm báo chí chất lượng cao, thông tin tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả. Đội ngũ cán bộ công chức viên chức, trong đó có người đứng đầu và lãnh đạo quản lý các cấp có đủ năng lực, phẩm chất uy tín, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ của tỉnh trong tình hình mới. Về xây dựng chính quyền địa phương liêm chính, phục vụ kiến tạo, hoạt động hiệu lực hiệu quả và về một Quảng Ninh luôn năng động đổi mới. Tập thể lãnh đạo trung tâm tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo nâng cao hiệu quả hoạt động của mô hình trung tâm truyền thông tỉnh sang năm thứ tư ngày càng phát huy hiệu quả trên các phương diện. Qua đó phải là cơ quan đi đầu chuyển đổi số toàn diện, vững chắc hiệu quả, tiếp cận nhanh nhất và làm chủ công nghệ, làm báo hiện đại để đưa thông tin kịp thời lên các nền tảng truyền thông khác để tăng khả năng tiếp cận tốt nhất của người dân trên nền tảng số. Thay đổi căn bản phương thức vận hành, quản lý, quản trị, áp dụng tối đa công nghệ trong quy trình sản xuất, phân phối nội dung. Tiếp cận đúng đắn, sâu sắc, đứng về chân lý, đứng về phía lợi ích chính đáng của nhân dân để phản biện, lấy thông tin tích cực, chính thống, lấn át, đấu tranh chống lại các thông tin sai trái, xấu độc trên mạng Internet. Đặc biệt quan tâm chăm lo, đào tạo, nâng cao trình độ về mọi mặt của đội ngũ cán bộ lãnh đạo và phóng viên, kỹ thuật viên, đáp ứng yêu cầu phát triển đột phá của đơn vị trong tương lai gần. Tăng cường giao lưu hợp tác, trao đổi kinh nghiệm, trao đổi tác phẩm báo chí với các cơ quan báo chí trong và ngoài nước, khai thác hiệu quả các nguồn thu để nâng cao hiệu quả kinh tế báo chí. Muốn làm tốt những nhiệm vụ trên, vấn đề căn cốt mà đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh yêu cầu Trung tâm Truyền thông tỉnh phải làm tốt, đó là phải không ngừng nỗ lực phấn đấu trở thành một đảng bộ trong sạch vững mạnh, đội ngũ phóng viên tiêu biểu, gương mẫu trong thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước về công tác báo chí, nhất là 10 điều quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo. Không ngừng tự học và sáng tạo, rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp để sáng tạo ra các tác phẩm báo chí ngày càng đặc sắc, nổi bật, cuốn hút người xem, bắt kịp với nhu cầu thông tin của công chúng trong xu thế làm báo hiện đại. Nhân dịp này, một cá nhân vinh dự được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 2 cá nhân nhận bằng khen của Bộ Thông tin Truyền thông, 11 tập thể được nhận danh hiệu tập thể lao động xuất sắc và 5 tập thể, 13 cá nhân được nhận bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh, 28 cá nhân được nhận kỷ niệm chương vì sự nghiệp truyền hình Việt Nam. 25 cá nhân được nhận kỷ niệm chương vì sự nghiệp phát hành. Sáng nay tại điểm cầu Quảng Ninh, các đồng chí Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Vi Ngọc Bích, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh dự hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác báo chí năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Năm 2021, các cơ quan báo chí cả nước đã thực hiện nghiêm túc sự lãnh đạo chỉ đạo, định hướng thông tin của Đảng, nhà nước, bám sát mục tiêu giữ vững ổn định chính trị, tạo sự đồng thuận của xã hội và niềm tin của nhân dân đối với Đảng và chế độ. Thông tin kịp thời, trung thực, toàn diện đời sống chính trị, kinh tế, xã hội ở trong nước và quốc tế là diễn đàn tin cậy của nhân dân. Tại Quảng Ninh, công tác tuyên truyền của các cơ quan báo chí được định hướng sâu, bám sát vào những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm của tỉnh với nhiều hình thức, loại hình tuyên truyền phong phú, đa dạng. Từ đó đã góp phần định hướng dư luận xã hội, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi mục tiêu kép trong năm 2021. Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị các cấp các ngành tiếp tục nâng cao nhận thức sâu sắc chức năng nhiệm vụ vai trò của báo chí cách mạng, tăng cường công tác quản lý báo chí một cách toàn diện, thực hiện tốt công tác quy hoạch báo chí.
các cơ quan báo chí phát huy kinh nghiệm, đổi mới sáng tạo trong việc tuyên truyền, đưa nghị quyết Đại hội 13 của Đảng vào cuộc sống, đồng thời tăng cường tuyên truyền, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, thông tin đối ngoại, nâng cao ý thức trách nhiệm của toàn dân trong phòng chống dịch COVID-19. Những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ trung ương đến địa phương đã quan tâm, quán triệt, thực hiện nghiêm túc nghị quyết số 21 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012-2020. Tỷ lệ người tham gia các loại hình bảo hiểm tăng qua các năm. Đến hết năm 2020 thì cả nước có hơn 16,1 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội và khoảng 88 triệu người tham gia bảo hiểm y tế, chiếm 90,97% dân số. Việc chi trả các chế độ chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được thực hiện tốt. Tại Quảng Ninh thì cấp ủy các cấp cũng đã ban hành nhiều văn bản triển khai chỉ đạo thực hiện hiệu quả nghị quyết này, trong đó đặt mục tiêu đến năm 2030, tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội đạt khoảng 63% trong lực lượng lao động trong độ tuổi, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt trên 95% dân số. Tại hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thực hiện nghị quyết số 21 của Bộ Chính trị vào chiều nay, Ban Kinh tế Trung ương và các bộ ngành liên quan đề nghị giai đoạn 2021-2030, các cấp ủy Đảng, chính quyền trong cả nước cần tiếp tục quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, tập trung hoàn thiện hệ thống luật pháp về lĩnh vực này, tiến tới thực hiện bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế toàn dân, phấn đấu đến năm 2025 khoảng 45% lực lượng lao động cả nước tham gia bảo hiểm xã hội. Chiều nay, đồng chí Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh kiểm tra tiến độ dự án đường bao biển Hạ Long Cẩm Phả giai đoạn 1 và tuyến đường kết nối với trung tâm đô thị của thành phố Cẩm Phả. Dự án đường bao biển Hạ Long Cẩm Phả giai đoạn 1 dài 18,7 km, tổng mức đầu tư sau điều chỉnh là 2.290 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh làm chủ đầu tư. Điểm đầu nối với đường bao biển Trần Quốc Nghĩễn thành phố Hạ Long, điểm cuối tại cảng km 6 thành phố Cẩm Phả. Sau hơn 2 năm triển khai thi công, tuyến đường hiện đã cơ bản hoàn thành. Chủ đầu tư cùng các đơn vị nhà thầu tập trung nhân lực, thiết bị thi công 3 ca liên tục để hoàn thiện thảm nhựa mặt đường đoạn qua khu vực cảng Nam Cầu Trắng và hai đầu cửa hầm xuyên núi tại km 13, hệ thống giải phân cách giữa và điện chiếu sáng toàn tuyến. Đối với dự án đường nối đường bao biển với trung tâm đô thị Cẩm Phả dài gần 2,5 km, tổng mức đầu tư trên 840 tỷ đồng. Do Ban quản lý dự án thành phố Cẩm Phả làm chủ đầu tư, được triển khai thi công từ đầu năm 2021. Đến nay, công trình đang trong giai đoạn hoàn thiện các hạng mục mặt đường, trồng cây xanh và điện chiếu sáng. Thành phố Cẩm Phả phấn đấu đưa công trình vào sử dụng đồng bộ với tuyến đường bao biển Hạ Long Cẩm Phả. Kiểm tra thực tế công trường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Ngô Hoàng Ngân nhấn mạnh, hai dự án không chỉ có ý nghĩa kết nối giao thông, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của hai thành phố Hạ Long và Cẩm Phả, mà còn góp phần hoàn thiện hạ tầng kết nối Vịnh Hạ Long với Vịnh Bái Tử Long, tạo động lực thúc đẩy mở rộng không gian phát triển đô thị và thu hút đầu tư phát triển dịch vụ du lịch của tỉnh. Đồng chí yêu cầu chủ đầu tư và các đơn vị nhà thầu tập trung nhân lực, thiết bị để nhanh hoàn thiện các hạng mục còn lại, thi công đến đâu dọn dẹp vệ sinh trên công trường đến đó, đảm bảo sẵn sàng cho lễ khánh thành đường bao biển Hạ Long Cẩm Phả vào ngày 1 tháng 1 năm 2022. Nhân dịp Giáng sinh 2021, sáng nay đồng chí Nguyễn Văn Hồi, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đến chúc mừng Giáng sinh ấm áp, an lành, hạnh phúc đến linh mục, chức sắc và trên 4.000 giáo dân, giáo sư Hòn Gai. Đồng thời bày tỏ sự trân trọng và cảm ơn những đóng góp đồng hành của đồng bào Công giáo, góp phần tích cực vào phòng chống dịch bệnh COVID-19 và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Đồng chí mong muốn với tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, linh mục cùng bà con giáo dân tiếp tục phát huy truyền thống sống phúc âm trong lòng dân tộc, đoàn kết giúp đỡ nhau, lao động sản xuất, thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, tổ chức đón Giáng sinh 2021 ấm áp, an toàn. Đồng bào Công giáo tiếp tục thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chấp hành nghiêm các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, tiếp tục đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân. Với truyền thống kính Chúa yêu nước, bà con giáo dân trên địa bàn tỉnh luôn đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, giúp nhau phát triển kinh tế và tham gia các phong trào thi đua cũng như là công tác xã hội, đóng góp tích cực vào sự phát triển của địa phương. Ghi nhận của phóng viên thời sự tại thị xã Quảng Yên. Từ nhiều năm nay, các hộ giáo dân trên địa bàn xã Hiệp Hòa rất linh hoạt chuyển đổi phát triển kinh tế. Những diện tích cấy lúa kém hiệu quả dần nhường chỗ cho các mô hình chăn nuôi sản xuất mới. Nhiều trang trại chăn nuôi sản xuất các sản phẩm truyền thống hoặc kinh doanh dịch vụ mang lại thu nhập cao và ổn định từ vài chục triệu đồng đến hàng trăm triệu đồng mỗi năm.
Về dân công giáo, tôi cũng muốn như là phát huy tinh thần nỗ lực để cho các con các cháu gọi là noi gương, rồi thì làm ăn để đời sống ổn định kinh tế ngày càng phát triển lên. Là một gia đình công giáo của giáo xứ Yên Trì thì chúng tôi cũng cố gắng để phát huy xây dựng nếp sống mới, nuôi dạy con cái cho các cháu ăn học, xây dựng gia đình ấm no hạnh phúc. Không chỉ làm kinh tế giỏi, bà con giáo dân ở đây luôn đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, cùng nhau ủng hộ xây dựng đường làng, ngõ xóm sáng xanh sạch đẹp và tích cực tham gia công tác xã hội. Đặc biệt trong thời điểm dịch bệnh COVID-19, bà con giáo dân là một trong những lực lượng nòng cốt tham gia các tổ liên gia, tổ phòng chống COVID-19 cộng đồng, tích cực tuyên truyền nhân dân thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch. Quán chúng tôi đã thực hiện theo chỉ đạo của Ủy ban xã, đã thực hiện khai báo y tế điện tử, quét mã QR và đã có bàn sát khuẩn, khẩu trang, sổ sách ghi tên khách hàng và thực hiện giãn cách các bàn, hạn chế lượng khách. Chung tay với lại chung sức cùng với xã, thì thôn chúng tôi, một số bà con, gia đình công giáo cũng ủng hộ nhiệt tình, phương tiện về phòng chống dịch, chung tay ủng hộ tuyến đường xanh sạch đẹp cho thôn xóm, và có những người cũng ủng hộ đến hơn 20 triệu, có những người thì ủng hộ ngày công, hoa rồi cây xanh, quét dọn đường làng ngõ xóm rất là sạch đẹp. Xã Hiệp Hòa hiện có 5 họ đạo với hơn 1 vạn giáo dân. Đời sống của đồng bào giáo dân ở đây ngày càng được nâng lên rõ rệt, với thu nhập bình quân trên 65 triệu đồng một người một năm. Tỷ lệ hộ nghèo của xã đến nay giảm còn 0,52%. Chúng tôi cũng thường xuyên truyền đạt, chia sẻ bà con giáo dân trong các thanh lễ, rồi ngoài những cuộc hội họp để bà con giáo dân thực hiện theo đúng pháp luật, phát triển về đời sống vật chất, góp phần phát triển của xã. Xã Hiệp Hòa là một cái xã công giáo toàn tòng. Do vậy thì cái mối quan hệ giữa cấp ủy chính quyền địa phương với ban hành giáo xứ trong những năm qua thì rất là đoàn kết, cùng chung tay để xây dựng phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Thế và trong lộ trình từ nay đến năm 2025 thì chúng tôi phấn đấu để trở thành phường. Thế do vậy thì từ những cái việc mà tuyên truyền vận động, quay là các giáo dân thực hiện các cái chỉ tiêu và tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, trong đó đặc biệt là về cái lĩnh vực là phát triển kinh tế thì cũng đã được bà con giáo dân đồng tình ủng hộ rất cao. Trong không khí hân hoan chào đón Giáng sinh, một ngày lễ quan trọng trong năm của đồng bào Công giáo, mỗi giáo dân càng thêm tin yêu và nỗ lực thi đua, thực hiện ngày càng tốt hơn, hiệu quả hơn phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, sống tốt đạo đẹp đời. Năm 2021, Sở Tư pháp đã tập trung triển khai nghiêm túc và quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm, trong đó đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành 60 quyết định, kế hoạch và văn bản chỉ đạo, kịp thời giải quyết những khó khăn vướng mắc, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh và tăng cường quản lý nhà nước trên các lĩnh vực. Qua đó đóng góp tích cực vào sự ổn định chính trị, văn hóa, phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo vững chắc quốc phòng an ninh. Đây là cơ sở để ngành tư pháp tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động trong năm 2022 và các năm tiếp theo. Dự và phát biểu tại hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 của Sở Tư pháp vào chiều nay, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bùi Văn Kháng đề nghị ngành tư pháp tiếp tục nâng cao chất lượng các văn bản quy phạm pháp luật và thi hành pháp luật, tham mưu kịp thời tháo gỡ những vướng mắc của pháp lý đối với những vấn đề phát sinh trên địa bàn. Chú trọng làm tốt công tác phổ biến giáo dục pháp luật, ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh chuyển đổi số trong các hoạt động chuyên môn, nâng cao chất lượng các dịch vụ tư pháp, trợ giúp pháp lý, phục vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp, tăng cường công tác thanh tra kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những vi phạm trong các lĩnh vực tư pháp, nỗ lực bồi dưỡng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Chiều nay, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Văn Thành kiểm tra các dự án công trình thực hiện mục tiêu chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2022. Công tác chuẩn bị trồng cây gỗ lớn và khu bảo tồn đất ngập nước Đồng Rui tại huyện Tiên Yên. Để trở thành huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2022, theo rà soát của huyện Tiên Yên còn 5 trên 9 tiêu chí và 10 trên 39 chỉ tiêu chưa đạt chuẩn. Huyện đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm hỗ trợ nguồn lực để Tiên Yên đầu tư xây dựng sửa chữa 30 nhà văn hóa thôn khu, phấn đấu hoàn thành mục tiêu trở thành huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Chỉ đạo Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh thẩm định công nhận trường Trung học phổ thông Hải Đông đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và trường Trung học phổ thông Tiên Yên đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 hoàn thành trong năm 2022 sau khi được đầu tư về cơ sở vật chất. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu địa phương tính toán lại việc đầu tư xây dựng mới các nhà văn hóa phải đảm bảo sinh hoạt từ 50 đến 100 người dân tham gia, quan tâm đến vệ sinh môi trường, nâng cao tính tự quản trong cộng đồng dân cư. Huyện linh hoạt huy động sức dân,
và vào cuộc hỗ trợ của doanh nghiệp để đầu tư thêm. Đối với đề nghị về xây dựng trường học, đồng chí yêu cầu đối với trường Trung học phổ thông Hải Đông thì nên đầu tư theo giai đoạn để phấn đấu trước mắt đạt chuẩn quốc gia cấp độ 1 và yêu cầu ghi danh mục đầu tư công năm 2022. Còn đối với trường Trung học phổ thông Tiên Yên, rà soát sửa chữa để đảm bảo đạt chuẩn cấp độ 2. Kiểm tra vườn ươm các giống cây lâm nghiệp của công ty trách nhiệm hữu hạn lâm nghiệp Tiên Yên để phục vụ trồng rừng năm 2022 trên địa bàn huyện, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu đối với việc trồng rừng gỗ lớn thì huyện Tiên Yên cần phải lựa chọn những giống cây bản địa, cây có giá trị như là dổi, hồi, cây gió bầu để trồng và tính toán phát triển kinh tế dưới tán rừng để người dân trồng rừng gia tăng thu nhập khi trồng rừng gỗ lớn. Đồng thời phải tính toán phương án liên kết giữa hộ dân trồng rừng với doanh nghiệp chế biến tiêu thụ. Kiểm tra vùng nuôi trồng thủy sản tại xã Hải Lạng, Đồng Rui, đồng chí yêu cầu chính quyền địa phương phải rà soát và quản lý chặt, không để người dân tự phát xây dựng nhà trái phép tại vùng nuôi, rà soát lại những diện tích đã giao cho doanh nghiệp nhưng mà chậm triển khai để tham mưu cho tỉnh thu hồi. Trong năm 2022, huyện Tiên Yên phải đưa vào 300 hectare nuôi tôm công nghiệp nếu có quỹ đất sạch và tiếp tục thu hút doanh nghiệp và đầu tư theo hình thức liên kết với người dân địa phương thì giá trị của lĩnh vực thủy sản sẽ đóng góp rất lớn cho kinh tế nông nghiệp của huyện trong những năm tới. Cũng trong chiều nay kiểm tra khu bảo tồn đất ngập nước Đồng Rui, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường và huyện Tiên Yên cần tính toán phương án khai thác khu vực này theo hình thức vừa bảo tồn vừa gắn với phát triển du lịch sinh thái, gắn với các tour tuyến và phải đảm bảo tuyệt đối với 4.400 hectare rừng ngập mặn ở vùng lõi và khu bảo tồn phát triển dịch vụ trên đất liền. Hôm nay, đoàn giám sát đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về công tác quy hoạch tại các địa phương Quảng Yên, Móng Cái và Vân Đồn. Đại biểu Quốc hội tỉnh Đỗ Thị Lan, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội ghi nhận kết quả triển khai thực hiện chính sách pháp luật về công tác quy hoạch của thị xã Quảng Yên, thành phố Móng Cái và huyện Vân Đồn, đồng thời đề nghị các địa phương tiếp tục tiếp thu đầy đủ các ý kiến tham gia đóng góp của các thành viên đoàn giám sát, khẩn trương hoàn thiện các báo cáo, trong đó phải thể hiện rõ được các kiến nghị đề xuất, nhất là những nội dung liên quan đến việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch, cơ chế phối hợp giữa các cơ quan đơn vị trong quá trình lập quy hoạch, lựa chọn tư vấn lập quy hoạch và nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước về quy hoạch. Trên cơ sở đó, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tổng hợp báo cáo Quốc hội, Chính phủ và các bộ ngành liên quan trong thời gian tới. Theo Sở Y tế, hôm nay tỉnh Quảng Ninh ghi nhận 74 ca mắc COVID-19, trong đó Vân Đồn 3 ca, Hạ Long 7 ca, Quảng Yên 14 ca, Đông Triều 50 ca. Trong số này thì có 21 ca đã quản lý và cách ly, 53 ca ghi nhận trong cộng đồng. Lũy tích số F0 phát hiện tại Quảng Ninh từ đầu vụ dịch đến nay là 2.412 ca. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, tốc độ lây lan nhanh của biến chủng Omicron. Trong khi đó, tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh chưa đạt yêu cầu. Thực hiện chỉ đạo của Trung ương, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo cấp tỉnh phòng chống dịch COVID-19 yêu cầu các địa phương đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi tăng cường cho người dân, đảm bảo hoàn thành trước Tết Nguyên đán. Yêu cầu Ban cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân tỉnh, người đứng đầu các địa phương tập trung chỉ đạo huy động tối đa lực lượng, khẩn trương thực hiện công tác tiêm chủng, tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia tiêm chủng tăng cường mũi vaccine phòng COVID-19. Thành phố Hạ Long hiện là địa phương ghi nhận số ca COVID-19 lớn thứ hai trong toàn tỉnh, trong đó hàng chục F0, hàng nghìn F1 là học sinh, giáo viên. Bám sát chỉ đạo của tỉnh, thành phố và ngành giáo dục, các trường học đang chủ động thiết lập và bảo vệ vùng xanh, hạn chế đến mức thấp nhất dịch bệnh xâm nhập lây lan, qua đó tạo môi trường an toàn để học sinh được đến trường học trực tiếp. Từ đầu tháng 11 năm 2021, trường mầm non Hồng Gai vận động 100% phụ huynh các nhóm lớp tự trang bị cho con những cuốn sổ nhật ký phòng chống dịch COVID-19 theo mẫu, cập nhật hàng ngày các thông tin về nhiệt độ và lịch trình di chuyển của trẻ, tạo thuận lợi cho công tác kiểm tra truy vết khi cần thiết. Công tác phòng dịch của trường rất là tốt, cho nên chúng tôi hoàn toàn yên tâm gửi cháu ở đây. Nhà trường đã tuyên truyền các bậc phụ huynh thành lập cái quỹ kit test tại lớp, là mỗi bậc phụ huynh nộp một kit test để khi có tình hình dịch bệnh, cô giáo sẽ tầm soát nhanh cho 100% các cháu ở lớp. Đồng thời là tuyên truyền với các bậc phụ huynh cũng nên chuẩn bị cái kit test ở nhà. Thực hiện chỉ đạo của tỉnh, thành phố và ngành giáo dục, các trường học trên địa bàn thành phố Hạ Long đang kích hoạt cao nhất cơ chế phòng chống dịch, trong đó phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường và gia đình trong việc theo dõi sức khỏe học sinh, chủ động tầm soát ngẫu nhiên hàng tuần nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn dịch lây lan trong trường học. Được sự đồng thuận của cha mẹ học sinh toàn trường, thì trong 2 tuần vừa qua, nhà trường đã tiến hành test nhanh tầm soát 100%
cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường. Và qua tầm soát hàng tuần thì đã phát hiện ra có 4 F0. 4 F0 thì thực hiện theo đưa đi thu dung điều trị theo đúng quy định của y tế. Thế còn các F1 thì là nhà trường cũng nhanh chóng là cùng với nhân viên y tế phường ấy truy vết nhanh, khoanh vùng và đưa các bạn này là cách ly ở nhà học trực tuyến. Còn lại thì những học sinh khác thì là tiếp tục được đến trường học bình thường. Việc thực hiện khuyến cáo 5K, nhất là đeo khẩu trang cũng đang được thực hiện rất nghiêm túc trong các trường học, đảm bảo cho học sinh đến trường an toàn. Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố Hạ Long cũng chỉ đạo các trường học có giáo viên và học sinh thuộc diện F0, F1 xây dựng kế hoạch, hình thức dạy và học phù hợp, đảm bảo chất lượng giáo dục, thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Chuyển sang các nội dung đáng chú ý khác. Thời gian qua, việc khai thác đất sét làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng tại mỏ đất Bình Việt trên địa bàn xã Việt Dân, thị xã Đông Triều đã gây sạt lở tuyến đường dân sinh, khiến người dân lo lắng và bức xúc. Phản ánh của phóng viên Thời sự. Tuyến đường bê tông vào xóm Ba Nhà, thôn Phúc Thịnh, xã Việt Dân, dài hơn 400 mét, nằm sát với ranh giới khai thác sét giai đoạn 1 của công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Thanh Tuyển. Thời gian qua, trên tuyến đường này xuất hiện tình trạng sạt lở phía dưới chân đường, khiến cho người dân lo lắng về nguy cơ sạt hoàn toàn tuyến đường nếu việc khai thác sét tiếp tục diễn ra. Theo các cái quy định, người ta phải cách đường hành lang của đường ra là từ 4 đến 5 mét, nhưng đằng này họ lại múc sát vào quá, đâm ra đường nó nở mất mấy cái đoạn ấy. Mong muốn là bên công ty đáp ứng được cái nhu cầu là an toàn cho con đường của xóm này, như vậy là nó còn lâu dài, chứ không phải là chốc nhát năm nay hay sang năm. Sau này công ty rút đi thì đại khái là con đường này chúng tôi vẫn còn tồn tại được. Trước sự việc trên, chính quyền địa phương đã yêu cầu đơn vị khai thác thực hiện giải pháp khắc phục, đổ đất bồi lấp và gia cố những đoạn chân đường bị sạt lở, đồng thời tăng cường giám sát hoạt động khai thác sét trên địa bàn. Nếu như công ty có thể rút đi, nó sẽ ảnh hưởng đến cái tuyến đường sau này. Thì cái này thì chúng tôi cũng đã đề xuất kiến nghị, vì nó còn nằm ở trong cái việc đảm bảo ký quỹ của công ty sau này. Nếu có xảy ra mà công ty không khai thác đến tuyến đường, vì tuyến đường nằm ở trong quy hoạch của mỏ, thì chúng tôi đã đề nghị là sẽ phải sử dụng các cái nguồn đó để đảm bảo, nhất quyết phải đảm bảo cái tuyến đường cho người dân. Mỏ đất sét Bình Việt trên địa bàn thôn Phúc Thịnh, xã Việt Dân được tỉnh cấp phép cho công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Thanh Tuyền khai thác từ năm 2018 với thời hạn là 10 năm. Do vậy, trong quá trình khai thác, công ty cần thực hiện nghiêm các quy định, không làm ảnh hưởng đến môi trường, đời sống và sinh hoạt của người dân. Vào 14 giờ 30 phút chiều nay, tại công trường xây dựng khu nhà liền kề khu đô thị mới Hà Khánh Cao Xanh ở phường Cao Xanh, thành phố Hạ Long, do công ty trách nhiệm hữu hạn Đông Đô làm chủ thầu, đã xảy ra vụ sập giàn giáo xây dựng làm hai nữ công nhân bị thương, trong đó có một người bị thương nặng. Những người có mặt tại hiện trường đã nhanh chóng đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân. Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên, thì dù là vừa xảy ra sự cố nhưng mà công tác đảm bảo an toàn lao động tại khu vực này thì vẫn chưa được thực hiện nghiêm túc. Chuẩn bị cho đêm chung kết Việt Nam, cuộc thi tiếng hát hữu nghị Việt Trung 2021 diễn ra vào ngày 26 tháng 12 tại thành phố Hạ Long. 10 thí sinh của vòng thi này đang tích cực tập luyện, sẵn sàng cho phần thể hiện một ca khúc tiếng Việt và một ca khúc tiếng Trung trực tiếp trên sân khấu. Các thí sinh cũng đang tham gia ghi hình ngoại cảnh để giới thiệu về bản thân cho đêm chung kết. Để đảm bảo các điều kiện phòng chống dịch COVID-19 thì hàng ngày ban tổ chức đều thực hiện test nhanh cho các thí sinh và thành viên ban nhạc. Về công tác tổ chức của ban tổ chức cũng như là trung tâm truyền thông tỉnh Quảng Ninh thì em thấy là rất là chu đáo. Với bản thân em thì là đầu tiên em được đặt chân đến Quảng Ninh cũng như là trung tâm truyền thông của tỉnh, thì em cảm thấy được sự thứ nhất là chu đáo và hiếu khách, và các chị rất là tận tình, gần gũi chúng em. Tham gia vòng chung kết Việt Nam này thì tôi đã lựa chọn hai bài hát đều mang phong cách âm hưởng dân tộc của hai quốc gia, và tôi cũng mong muốn là thông qua những ca khúc như thế này sẽ đem đến cho khán giả của hai nước những cái thông điệp, những nét văn hóa tương đồng và có những điểm khác biệt để cho các khán giả cảm nhận. Qua vòng chung kết Việt Nam cuộc thi tiếng hát hữu nghị Việt Trung, em mong muốn thể hiện những tác phẩm của mình để quảng bá những nét đẹp văn hóa của
Việt Nam và Trung Quốc, cũng như thỏa mãn niềm đam mê ca hát của mình. Đêm chung kết Việt Nam, cuộc thi tiếng hát hữu nghị Việt Trung 2021 diễn ra vào lúc 20h15 phút ngày 26 tháng 12 trên kênh QTV3 của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh, trực tuyến trên fanpage tiếng hát hữu nghị Việt Trung 2021. Chương trình thời sự hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.